Alo alo, xin chào anh em nhá. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình nhá. Và trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho anh em cách bắt cầu tài xỉu anh em nhá. Với số 4 là 39 củ. Đấy thì mình sẽ đánh như thế nào, sẽ bật đánh như thế nào để thể kiếm được lãi, mời em xem nhá. Ok, bây giờ vào ngay mình cần tài xỉu này. Và trước mắt thì mình sẽ đánh một hai tay dạo vào tay công thức anh em nhá. Đấy, thế này thì vào con tài đi. Tài đầu tiên thì con tài chưa vào tay công thức vội anh em nhá. Đây chỉ vào đánh dạo nha. Ok chưa? Nào, tay này sẽ là gì đây? 516 bú luôn anh em nhá, không nói nhiều được chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ đánh một xỉu anh em nhá. Vẫn chưa vào công thức. Rồi, khả năng là sau tay này bắt đầu vào công thức thì nó sẽ hợp lý hơn anh em nhá. Sau tay này vào công thức thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Trời ơi, lại đi rồi. Thôi bây giờ vào cái công thức cho mình, em sẽ lấy mình cái xí ngầu 1 cộng xí ngầu 3 nhá. Đây là một cái chơi nó đơn giản nhưng hiệu quả rất là cao anh em nhá. Bây giờ 2 cộng với 3 bằng 5 này, 5 lẻ thì đánh mình còn xỉu nhá. Cái này thì 6M190k xỉu anh em nhá. Ok, được chưa? Nhét căng luôn nhá. Ok, bú xỉu nhá, được chưa? Nào, bây giờ thì tiếp tục này, chúng ta sẽ có 2 cộng 2 bằng 4 nhá. 4 là chẵn thì lại chơi mình con tài. Nhét căng luôn anh em ạ. 1M anh em nhá. Tại này 1M này, nhẹ nhàng thế thôi. Ôi rồi ôi, bú được tay lại gãy một tay này thì hơi khoai anh em ạ. Em không sao, tiếp tục nha. 2 cộng với 3 thì nó bằng 5 này, 5 là lẻ lại đánh mình xỉu này. Tiếp tục là một củ nhá. 1M anh em nhá. Nào nào, đừng có gãy nữa anh em ơi. Nào, gãy làm sao nữa anh em, bú nhá, được chưa?
bây giờ thì là 2 cộng với 3 này, 2 cộng 3 bằng 5 anh em nhá. Lẻ lại đánh cho mình con xỉu này. Rất là đơn giản đấy. Cái chơi rất là đơn giản, hiệu quả của nó rất là ok nhá. Nào bây giờ thì sẽ gì anh em ơi? Bú tiếp nhá. Nó phải gọi là nét căng luôn đúng không anh em ơi? Nét căng luôn nha. À, tiếp tục, bây giờ thì chúng ta sẽ có 1 cộng với 5 anh em nhá, 1 cộng 5 bằng 6 và 6 là chẵn lại chơi mình con tài này. Đổi qua đánh tài, đổi gió qua đánh tài nhá, được chưa? Ok, thì đã gợi ý tiếp rồi anh em ơi. Thôi bây giờ thì mình sẽ nghỉ anh em nhé. Có lãi rồi, nghỉ thôi. Anh em xem video thấy hay đừng quên bấm like giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau của mình nhé.